Đây, chuẩn bị đi xe buýt 2 tầng. Vui quá, vui quá, vui quá. Thấy không, nãy Sơn Ca không chịu đi uổng không? Vui thế mồm. Không đi nhưng mà sợ mẹ chọc quê. Đâu chọn chỗ nào đẹp đẹp. Hứa chọn trước đi, chọn trước đi. Nhân ra trước đi, ngồi đã hơn. Vui quá. Nó không có nhảy, nhảy người ta ở dưới. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Nói đi con, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Nãy chịu đi, vui lắm ông Thanh này. Vui lắm. Đúng rồi. Và cái chỗ này lần trước không đi rồi đúng không? Quán đẹp nè. Quán cà phê. Đẹp nè, đó. Chị ca hốt chạy chứ chứ là cái gì? Là Sài Gòn chứ. Căn để gần các bạn. À, Sài Gòn chứ. Hai, ba. Con phải đứng ngoài đó. Thì Sài Gòn hả? Ừ, bữa nay có chữ Sài Gòn. This is where former President of the United States of America, Bill Clinton, and his delegation mày đâu mở đâu? Vietnam's signature. À, không mở ra con. Mất dép gắn chẹo nó hồi ai. Không mở ra chưa? Numerous wholesale and retail items. Sell us here. Bentang Market ranked 50. In 2012, became famous again as being one out of 10 best street food places in the entire planet. You can buy a magazine Bentang Market stood 150 years ago. Today, the old market is a place to go for all kinds of food. On our left side is the 68-story detached hotel. Đẹp quá. Đụng ta. Nó, không có đi lên. Vụ gì? Sao con nói vậy? Thiệt rồi ba. Ờ, 31739.